Vi rất vui khi được gặp lại các bạn khán giả của chương trình Đẹp Để Tự Tin được phát sóng vào lúc 21h50 thứ năm hàng tuần trên kênh HTV9. Có thể nói là lão hóa da là một vấn đề gây ám ảnh rất là lớn đối với chị em phụ nữ chúng ta, làm cho chị em phụ nữ mất tự tin khi giao tiếp. Và có một phương pháp mà hầu như là các chị em đều sử dụng rất là nhiều, đó là mỹ phẩm. Nhưng mà để sử dụng mỹ phẩm mà có hiệu quả là mất một cái khoảng thời gian rất là dài, đòi hỏi cái sự kiên trì thật là cao. Nhưng mà bây giờ là có một cái phương pháp thẩm mỹ mà chị em áp dụng rất là nhiều để có thể có được một làn da đẹp và có hiệu quả lâu hơn. Và phương pháp đó là gì? Chúng ta hãy thử theo dõi tiểu phẩm sau đây quý vị nhé. Sáng hôm nay trên quê hương tôi, xinh xinh quê hương hữu tình, xinh xinh quê hương hòa bình. Vui thiệt á. Ủa mẹ, hả? Mẹ đi đâu về mà vui dữ vậy mẹ? Mẹ qua hàng xóm. Trời ơi, vậy hả? Mà mẹ gặp lại bà bạn mà lâu lắm rồi, cả chục năm mới gặp lại. Ô bữa nay bà trẻ quá con. Vậy hả mẹ? Bằng tuổi mẹ mà trẻ lắm nha. Mà cái da mặt bà căng bóng à. Cô đó cổ làm cái gì? Trời ơi, quên hỏi, nãy khen bà quên hỏi, nhưng mà hình như là có liên quan gì vấn đề gì kim chỉ gì đó ta, cái mặt bà đó. À, con biết rồi, căng da mặt bằng chỉ. Đúng rồi, cái đó. Là xu hướng làm đẹp mới bị hiện giờ đó mẹ. Vậy đó hả? Dạ. Mẹ làm được không? Dạ được chứ. Vậy hả? Dạ. Ê, nếu mà mẹ làm cho mẹ cũng trẻ lắm phải không? Dạ. Như vậy là ngày mai đi, con rảnh con dắt mẹ đi làm đi. Dạ. Trời ơi, không được. Ủa ai? Em rảnh quá, em không có chuyện gì làm phải không? Không chuyện gì thì đi chợ nấu cơm, giặt đồ đi. Tại sao lại ngồi đây tư vấn cho mẹ những cái kiến thức không cần thiết như vậy? Ừ, sao không cần thiết con? Trời ơi, phụ nữ là mê làm đẻ. Trời ơi con ơi con, đừng có la vợ con tội nghiệp. Cái này mẹ muốn, mẹ thích, mẹ kêu nó đi làm với mẹ. Không phải mẹ muốn là được đâu. Người ta làm đẹp là khi người ta còn trẻ, người ta có sức đề kháng, có thể người ta có thể phục hồi được nhanh chóng. Còn mẹ bây giờ cũng lớn tuổi rồi, lỡ mà phẫu thuật rồi có chuyện gì rồi vợ chồng con ở với ai? Anh ơi, hiện nay mà căng da mặt á, là một phương pháp làm đẹp, cái xu hướng mới mà chị em nào cũng lựa chọn hết. Với lại em nghĩ là bây giờ mình cứ chọn những cái cơ sở uy tín thì mình tới làm là được thôi. Vậy chứ theo em thì cơ sở như thế nào mới gọi là uy tín? Trả lời được không? Thì... Rồi bây giờ con hỏi mẹ nè. Sau khi mà mình làm đẹp như vậy đó, nó có ảnh hưởng gì đến cơ thể của mình không? Mẹ biết không? Cái đó mẹ không biết. Nãy giờ em nói quá trời, em biết không? Cười là không biết. Mà cái gì không biết thì không nên làm. Thôi, bây giờ anh cũng kỳ quá đi à. Mẹ đang muốn làm, với lại em thấy á, cái chuyện làm đẹp nó là nhu cầu tất yếu thôi. Anh đừng có cản hết. Bây giờ nhà mình nè, chưa có ai hiểu rành về cái phương pháp căng da mặt bằng chỉ là như thế nào đúng không? Rồi, mời nghe chuyên gia tư vấn. Kính thưa quý vị, phương pháp căng da bằng chỉ đang là một phương pháp mà các chị em phụ nữ tin dùng rất là nhiều. Mà không chỉ có phụ nữ không đâu nha, các anh nam giới cũng đang muốn thử nghiệm cái phương pháp này. Như vậy thì căng da bằng chỉ là gì và quy trình căng da bằng chỉ như thế nào? Thì hôm nay Tường Vi đã mời đến đây thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Quốc Việt, trưởng khoa thẩm mỹ của Bệnh viện Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào bác sĩ. Xin chào Tường Vi, xin chào quý khán giả trong chương trình Đẹp Để Tự Tin. Thưa bác sĩ, hiện tại thì em đang thấy là có phương pháp là căng da bằng chỉ. Thì cái này nghe nó cũng còn hơi lạ lẫm một chút xíu đối với một số bạn. Không biết là bác sĩ có thể giải thích thêm về cái phương pháp này không ạ? Phương pháp căng da bằng chỉ là gì? Thay vì mình dùng phương pháp phẫu thuật cắt bớt cái phần da thừa ở lứa tuổi, cái da nó bị lão hóa, thì mình không dùng phương pháp phẫu thuật nặng nề, có thể là cái phần hậu phẫu rất là nặng, thì mình dùng cái phương pháp dùng chỉ đưa vào cái lớp dưới da, thì mình nâng được cái da mặt, có thể là nâng được trẻ khoảng trên 10 tuổi. Rất nhẹ nhàng và vấn đề chăm sóc rất là đơn giản. Nhưng mà nếu như vậy thì so với cái việc là căng da bằng phẫu thuật thẩm mỹ thì cái việc căng da bằng chỉ nó có ưu điểm như thế nào ạ? Thấy rõ ràng nhất là sau khi căng thì nó đẹp liền. Ngay lập tức là ngay lập tức đẹp. Về vấn đề chăm sóc sau phẫu thuật rất là nhẹ nhàng. Tức là sau phẫu thuật thì mình không phải rửa vết thương, rồi mình không phải sử dụng nhiều thuốc chống viêm, chống nhiễm trùng. Chỉ có lưu ý vấn đề là mình không có sử dụng laser trong vòng 1 tháng. Và với cái phương pháp mà căng da bằng chỉ này thì là ai cũng có thể thực hiện được hay là phải quy định đối với một số đối tượng nhất định thôi à? Phẫu thuật căng da, cái chỉ định thường là ở tuổi từ 35 đến khoảng cỡ 50-55. Nghe tới cái quy trình căng da bằng chỉ, thật ra mọi người hình dung là xỏ cái chỉ vô xong rồi kéo lên, nhưng mà nghe như vậy thì em cũng không hình dung được là nó sẽ bám vào cái vị trí nào ở trên da của mình. Như vậy thì bác sĩ có thể cho quý vị khán giả của chương trình biết là cái quy trình của mình thực hiện nó như thế nào không ạ? Về quy trình thì căng da bằng chỉ nó cũng rất là đơn giản, giống như một cái quy trình thủ thuật là tiêm chích. Dạ. Tức là cái sợi chỉ mình được đặt trong một cái kim và mình có một cái xi lanh chuyên dụng để mình bơm chỉ vào những cái vị trí mà mình cần thiết. Tất nhiên là có cái điểm để mà nó chỉ nó cố định vào đó. Xong rồi cái chỉ này là nó có gai. Tất nhiên những cái gai này nó sau khi bơm vào thì nó để cố định thôi, chứ nó không có ảnh hưởng gì đến cái phần tổn thương cái cấu trúc của da mặt. Một cái quy trình thực hiện nó đơn giản như vậy thì như vậy chắc là khi mà mình chăm sóc mình cũng phải cẩn thận hơn rất là nhiều. Như vậy thì cái việc chăm sóc có những cái gì mà cần phải lưu ý không bác sĩ? Việc chăm sóc cái căng da mà sau khi mình làm cái thủ thuật thì rất đơn giản. Thì chẳng hạn như là mình có thể chườm lạnh để giảm sưng, mặc dù sưng không nhiều. Dạ. Nhưng mà có thể mình chườm lạnh trong vòng khoảng 24 đến 48 tiếng đầu là mình chỉ cần chườm lạnh. Thấy thứ hai là mình giữ những cái điểm tiêm chích thì giống như các cái điểm tiêm chích khác thôi, giữ cho nó sạch. Như vậy thì đối với cái phương pháp mà căng da bằng chỉ, không biết là nó sẽ giữ cái da của mình căng như vậy được trong khoảng thời gian bao lâu thưa bác? Theo khuyến cáo của cái nhà sản xuất chỉ, căng da bằng chỉ thì có thể mình giữ được từ 12 đến 18 tháng, tức là khoảng 1 năm tới 1 năm rưỡi. Sau 1 năm rưỡi cái căng da bằng chỉ nó trở lại như lúc đầu. Tất nhiên nó còn cỡ 40%. Khi mình căng da, cái tác động của vấn đề tổn thương của cái chỉ vào sẽ kích thích cái collagen và tạo những cái xơ để vẫn giữ da mình được. Sau đó mình không cần thiết phải căng lại với số chỉ như ban đầu mà mình chỉ dặm thêm thôi. Dạ. Đó thì cái chỉ đó nó sẽ tự, cái chỉ cũ của mình đó bác, nó sẽ tự tiêu luôn hay là sao bác? Cái chỉ cũ của mình là nó tự tiêu. Vì đây nó cũng là một cái trào lưu và rất là nhiều chị em đang quan tâm tới cái phương pháp thẩm mỹ này. Cho nên đối với những chị em nào có nhu cầu thì bác sĩ có thể có một cái lời khuyên hoặc là đưa ra những cái điểm lưu ý để cho các chị em cân nhắc thật là kỹ không ạ? Để an toàn thì mình chọn những cái nơi an toàn, chẳng hạn như là những cái phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ mà được Sở Y tế cấp giấy phép. Ở các bệnh viện có khoa phẫu thuật thẩm mỹ. Tại vì cái này là những cái thủ thuật liên quan tới ngành y tế cũng như là liên quan tới vấn đề sức khỏe, cho nên mình phải đảm bảo đến những cái nơi có bác sĩ được đào tạo về cái phẫu thuật thẩm mỹ. Lưu ý trước và sau khi tiến hành căng da mặt, tìm hiểu thật kỹ các công nghệ căng da không phẫu thuật hiện nay để lựa chọn được công nghệ hiện đại, tiên tiến, có chất lượng cao và tốt nhất. Tích cực chườm đá trong 2 ngày đầu sau thẩm mỹ căng da mặt nếu bạn bị sưng hoặc bầm dưới da. Không nên vận động cơ mặt, tránh tác động mạnh vào những vùng thẩm mỹ sau 2 tuần thực hiện. Nên chọn cơ sở thẩm mỹ có giấy chứng nhận hoạt động của Bộ Y tế, có đội ngũ bác sĩ chuyên khoa giỏi, tay nghề cao, có trang thiết bị hiện đại và ứng dụng công nghệ căng da tối tân nhất. Như quý vị cũng đã biết đó là bây giờ phương pháp căng da bằng chỉ đang là một cái phương pháp coi như là rất là phổ biến đối với chị em của chúng ta để có thể có được một làn da căng tràn sức sống. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn có nhiều rủi ro, cho nên là như bác sĩ nói là làm đẹp là phải an toàn. Chúng ta cần phải tìm hiểu thật kỹ quý vị nhé. Và xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Quốc Việt rất là nhiều. Xin cảm ơn chị Tường Vi, xin cảm ơn quý khán giả. Và kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình Đẹp Để Tự Tin đã kết thúc. Chúng tôi xin được hẹn gặp lại quý vị vào lúc 21h50 tối thứ Năm hàng tuần ở trên kênh HTV9. Xin chào và hẹn gặp lại.